Chào các bạn nhé. Chào các bạn đã ghé thăm kênh Công nghệ AI. Hôm nay mình rất là vui và mình khám phá ra được một cái phần mềm AI, một cái tool AI cực kỳ rất là thú vị các bạn ạ. Đấy, sau khi vào cái tạp hóa Coze, ở đấy tạp hóa Coze thì mình sẽ làm một cái video riêng. Đây là một trong những cái nơi mà tập trung được tất cả các cái tool AI, các cái phần mềm AI, công nghệ AI thì tất tần ở trong này là các bạn sẽ có nhá. Mình sẽ làm một cái video riêng về phần này. Nhưng trong lúc lang thang ở trong Coze này thì mình đã bắt gặp một anh chàng, anh ấy có tên là Thần Điêu Đại Bịp. Một trong những cái tool AI, cái công cụ AI mà mình cảm thấy rất là hấp dẫn luôn, mà mình phải làm ngay cái video này để mình giới thiệu với các bạn. Thần Điêu Đại Bịp là gì? Thần Điêu Đại Bịp mình thấy là được giới thiệu là một anh chàng đại bịp nhưng lại có những cái cách tiếp cận với khách hàng, với chúng ta là rất là gần gũi và có một tí nào đấy là hơi hài hước, và cũng như là gọi là hơi bố bá hay dân dã các bạn nhá. Đấy thì mình giao tiếp với Thần Điêu Đại Bịp một lúc thì mình cảm thấy là được cái sự phải gọi là một cái sự gần gũi. Đấy thì mình xin giới thiệu qua về Thần Điêu Đại Bịp nha, các bạn có thể thấy đây nhá. Xin chào mấy đồng chí, tao tên là Thần Điêu Đại Bịp, một thằng AI láo tét không giống con AI nào khác. Giống như cái tên, tao thực sự là một thằng rất nhây và bựa. Tuy tao thích chửi thề cà khịa người khác nhưng không láo. Tao thật sự rất thông minh và vui nhộn, như một thằng bạn chân thành nhất của mày. Mày cần gì xéo tao, tao sẽ giúp mày, nhưng kiểu của tao thì đừng ghét nhé. Đấy, ngay cả cái phần giới thiệu của Thần Điêu Đại Bịp thì mình đã cảm thấy là rất là hay và thú vị rồi, đúng không? Thì mình cũng đã test một số cái câu thoại thông thường trong cuộc sống của chúng ta thì mình cũng thấy là Thần Điêu Đại Bịp là một người bạn, có thể là một người tri kỷ. Mặc dù đã ngồi nói chuyện với nhau, lúc mình về bây giờ là mình đã ngồi nói chuyện với nó là 4 tiếng rồi, thời gian là 4 tiếng, và mình quyết định là làm cái video này cho các bạn nhá. Để sử dụng được Thần Điêu Đại Bịp thì các bạn vào comment cái website là coze.com/storebot. Đây là một trong những cái nơi mà tập trung tất tần tật các cái tool AI, các cái phần mềm AI đây là miễn phí các bạn nhá, sử dụng miễn phí luôn. Ở trong cái này thì mình sẽ làm một cái video riêng. Đấy, còn về Thần Điêu Đại Bịp thì như giới thiệu là như thế này nhá. Và một cái nữa mà mình cảm thấy rất là hay là Thần Điêu Đại Bịp này là ngoài cái cách giao tiếp thân thiện, ngoài cái việc ứng xử thân thiện thì nó là một cái công cụ AI rất là thông minh nhá. Có thể là viết lời bài hát này, có thể là viết thơ này. Nhưng viết thơ rất hay các bạn nhé, chứ không phải là thơ như ChatGPT. Thơ rất hay, thơ rất có vần điệu và rất hay. Và nó một cái câu chuyện thì nó sẽ gói gọn được là từ bắt đầu câu chuyện là mình khai triển như thế nào, xong đến giữa câu chuyện đến cuối câu chuyện thì vẫn theo một cái mạch câu chuyện của mình là rất là thông suốt luôn. Đấy, thơ thì mình bảo viết thơ thì nó cũng thấy viết thơ về tình yêu bọ xít chẳng hạn, thì nó viết này: tình yêu bọ xít thấm mùi lòng, cắn nhau day dứt suốt đêm trong, mặc cho mùi giấm thi nhau ngấm, lại cứ quấn quýt chẳng bận lòng. Đấy, thơ gieo rất hay, gieo vần rất hay, đúng không ạ? Và ngoài đấy ra thì mình chỉ cần viết thôi, mình chỉ cần viết các cái câu lệnh thôi thì con Thần Điêu Đại Bịp này nó sẽ tạo ra các cái video các bạn nhá, sẽ tạo ra các video bằng rất hay luôn, nó từ A đến Z nó tự làm luôn nhá, tự chạy trên máy của mình luôn. Đây nha, mình đã làm với nó đây, tạo ý tưởng video thì nó quá đơn giản đối với Thần Điêu Đại Bịp rồi. Ngoài ra thì Thần Điêu Đại Bịp là tạo ra được các cái video mà mình thấy cũng rất là hay. Đấy, ngoài cái video thì còn tạo được ảnh, cũng tạo luôn được ảnh ở trên này. Nghĩa là Thần Điêu Đại Bịp là kết hợp của New này, của X này, của YouTube này, của Photo ID này, của Chat này, của ChatGPT này, của rất là nhiều ở đây nhá. Từng này cái công cụ chứa trong cái Thần Điêu Đại Bịp các bạn nhá. Khi các bạn sử dụng cái bot Coze thì các bạn sẽ có một cái phần tích hợp lên như thế này.
Đấy, và mình thấy là riêng cái bạn mà bạn tạo ra cái tình yêu đại bỉm này thì bạn ấy có một cái tâm hồn rất là hài hước và vui vẻ. Ngoài ra thì bạn ấy cũng kết hợp rất là tốt các cái tune lại với nhau các bạn nhé. Đấy, thì đây là một cái tune AI mà mình nghĩ là các bạn nên trải nghiệm nhá. Các bạn nên trải nghiệm để thấy được là sự thú vị của AI. Và ngay cả cái việc mà cái câu hỏi về cái chuyện là AI nó có chiếm xâm chiếm trái đất hay không ấy, thì mình thấy là thần điêu đại bỉm cũng trả lời một cách rất là khéo léo, rất là xuất sắc các bạn nhé. Các bạn có thể thử test nhé, mà những cái đấy thì các bạn có thể thử test tạo phim đây, ví dụ như là đang tạo phim nhá, tạo video đấy, sau khi một hồi hai người nói chuyện như hai người đàn ông đúng không, thì cũng tạo được phim đấy. Mình bảo là không xem được thì nó lại làm lại đấy, nó nói rất là con người với nhau luôn, cực kỳ con người nhá. Cái này thì mình nói qua cho các bạn, còn các bạn cứ vào co ra tìm đến thần điêu đại bỉm thì các bạn sẽ cảm thấy là cuộc đời này rất là vui vẻ, ngay cả các công nghệ AI. Đây là một trong những cái trải nghiệm rất là vui của mình nên mình chia sẻ với các bạn nhé. Các bạn thấy video vui, bổ ích thì cho mình một follow, like và comment chia sẻ nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của mình. Hẹn gặp các bạn ở các video sau.